Người thấy gì không? Tốt nha mọi người. Nãy mình vừa đi qua thì thấy mẹ nó bay lên. Lên mình sẽ thử làm món thơm. Thì xin mọi người một like, một sub nếu mà ủng hộ mình. Còn nếu có thể thì giúp chia sẻ mình với. Chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay trời xanh, nắng vàng, view đẹp. Mình lên dãy dọn cành. Đây, xin giới thiệu với mọi người là phía trước đây là đồi Phượng Hoàng. Trên này là có một cái đơn vị bộ đội đóng quân. Đó, cái đấy là Z50 ấy. Nên họ vẫn còn bảo quản được rừng. Nếu không thì chắc khu này là còn đổ trọc không ạ. Mời mọi người theo mình lên xem có hôm nay có gì vui không nhé. Let's go. Cho mình xem một điều rất là hay. Tên 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 tên. Mọi người thấy gì không? Ba quả trứng. Đây là trứng chim cút nha mọi người. Nãy mình vừa đi qua thì thấy mẹ nó bay lên. Vạch ra thì thấy có tổ ba quả này. Hôm nay lát nữa lên mình sẽ thử làm món trứng luộc ống tre cho mọi người xem nhé. Để trên dãy không có đồ nấu nướng mọi người. Đây. Tiếp tục đi nha mọi người. Đây là dãy điều thì mình nha mọi người. Ủa, từ kia có tổ mấy đàn bồ trao. Lát nữa mình sẽ mấy cành này hôm trước đi gom lại rồi. Lát nữa mình sẽ kéo xuống dưới suối. Rồi đốt dưới đấy. Cho nó khỏi bị ảnh hưởng đến rễ của điều. Để mình gom lại một chỗ mình đốt nha. Đây là suối gần dưới vườn, phía dưới vườn nhà mình. Suối này thì mùa mưa được nhiều nước, mùa khô thì cuối mùa khô nó mà cạn, nó mà hạn quá thì nó cạn hết nước. Sẵn mình sẽ đốt ở đây một quả trứng để vào trong gốc cây đấy. Để đây, sẵn mình sẽ làm. Mình sẽ luộc để ống tre luộc để mình đi đốt cành nữa. Quên, nãy mình quên bấm quay nó cháy rồi mọi người. Đó. Cái mồi nó mịn thì cái lửa nó nhanh cháy. Mình cho thêm mấy cái cành lớn vào. Mình cho hết đống này vô rồi đi kéo cành tiếp.
mình chặt được cây đây mọi người. May được thì mãi mới được một cái gốc to này. Cái lỗ to để bỏ vừa của trứng. Nhớ nó không vừa này mất công. Rồi. Mình sẽ chặt cái lỗ ở đây để cho trứng vào. Thế này thôi. Đó. Giờ đi lấy nước ha. Đây là quả trứng của chúng của mình. Ô quên, đây là 5 quả trứng. Rồi mình sẽ rửa đấy nhé. Wow, nhìn ngon chưa? Nhìn là muốn ăn sống nó tươi luôn. Rồi. Giờ đi bỏ vào xong. Đây là cái xoong của chúng ta nha mọi người. Rồi mình sẽ bỏ trứng vô. Oh, 1 quả, 2 quả, 3 quả. Quả này nãy cái rửa giặt mất. 4 quả. Vừa tầm 5 quả. Chắc nó đến. Rất là hấp dẫn mọi người. Rồi để mình bác sang bên kia mình nướng. Để xa điện thoại xa chứ không để gần nó nóng nó nổ ạ. Mình sẽ nướng để chỗ đây nha mọi người. Cào thêm than một xíu cho nó nhiều nhiều nhanh chín. Đấy, sôi sôi cũng bục bọt cho nhỏ lửa xong nó mà vỡ một cái. Đợi một chín một xíu nữa là mình sẽ bỏ ra. Chín rồi mọi người, giờ mình sẽ mang ra mình nhúng vào nước lạnh bóc cho nó dễ nha mọi người. Sôi ùng ục luôn. Đúng không? Đó. Nó nóng á. Mang ra ngoài nó vẫn còn sôi. Cái chè này chè tươi ấy, nó nóng lắm. Bỏng tay luôn ấy. Để mình mang ra suối mình ngâm nước cho nó dễ phập bốc khói vậy. Đây, nhúng xuống nước rồi mọi người. Nhúng xuống một lúc là nó nguội. Đây. Trứng của chúng ta trong đây nha mọi người. Đổ bớt nước ra. Rồi rồi. Vẫn còn nóng. À. Chắc là chín rồi. Để mình đi rửa tay đã. Và đây là đây là món trứng luộc ống tre. Để mình thử nha mọi người.
Đây, cầm cả những gì xem. Chín rồi. Ngon chưa, mọi người này. À, không có muối rồi. Lại không có muối chấm. Không đâu, mọi người. Thơm. Yeah. Quên. Quên. Ngon quá, quên mời mọi người. Mời mọi người dùng. Chưa rồi mọi người, cũng 11 giờ rồi. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng. Mình ăn trứng là no rồi. 5 quả luôn chứ ít đâu. Mời mọi người nha mọi người. Ăn nốt quả này thôi. 3 quả này mình phần nhóc ở nhà mang về cho nhóc nhà nó thích ăn trứng. Mời mọi người nhé. Ngon quá. Thôi, cái này để phần nhóc. Rất là hay. Mọi người nếu mà có dịp cứ thử làm thử ở ngoài thiên nhiên thế này. Cảm giác rất là thích, thoải mái và yên tĩnh. Bên cạnh có suối này, bên đây là có rừng này. Không gian rất là yên tĩnh. Và giờ chị muốn có cái võng ở đây. Mắc nằm ngủ trưa này, khó cần về luôn mọi người. Clip của mình đến đây là tạm dừng. Mọi người thấy hay thì xin mọi người một like, một sub nếu mà ủng hộ mình. Còn nếu có thể thì giúp chia sẻ mình với. Cái kênh mình làm cũng mới được mấy ngày nên cũng chưa được nhiều người biết đến. Nội dung này cũng bình thường thôi. Những cái gì sẽ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thì mình quay lại chia sẻ với mọi người đây. Cũng không có make up tùm lum tùm la nữa. Nông dân mà mọi người, bình dị thế thôi. Cuối cùng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người buổi trưa ngon miệng. Bye bye.